Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh xin phép được gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả, quý Phật tử đang lắng nghe chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Chùa Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, cùng thực hiện chương trình ngày hôm nay với Ngọc Khanh là có sự tham gia của bác sĩ Thảo Võ. Xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý khán giả. Xin chào Ngọc Khanh và xin chào các quý vị nghe đài của Thân Khỏe Tâm An. Kính thưa quý vị, thì bác sĩ Thảo Võ là bác sĩ chuyên về nhi khoa, cho nên ngày hôm nay khi chúng ta nói về cũng là một cái đề tài mà đi đến đâu mình cũng nghe, đó là dịch bệnh Covid-19. Nhưng mà vì bác sĩ Thảo chuyên khoa về nhi đồng thì chúng ta sẽ có nhiều cái vấn đề liên quan đến là bà mẹ và trẻ em hơn. Thì trước khi mà đi vào cái vấn đề chính là bà mẹ và trẻ em thì xin bác sĩ Thảo chia sẻ một cách tổng quát thêm về vấn đề tình hình dịch bệnh tại California mình, thưa bác sĩ. Ngày hôm qua cũng ngay toàn nước Mỹ mình là cũng có một con số tăng kinh khủng, cũng rất là đáng buồn, hơn 230 mấy. Thế mình coi cái cụ thể là người đã bị chết vì con Covid này. Rồi ngay Cali của mình á, là mình có tổng cộng á, là 3.244 ca bị bệnh, và chưa có ai recover từ cái con này hết, và tới 68 người đã bị mất vì cái con này rồi. Mà cái con số này á, các bạn thấy là nó thấp so với tỷ lệ những nước khác. Không phải là mình chữa giỏi hay cái gì đâu, mà thật ra họ vẫn đang ở những cái tình trạng nguy kịch thôi. Nhưng mà mình chưa có họ dying, giống như họ chưa có qua đời. Thật ra là như vậy, tại vì nước Mỹ mình cũng mới nó bắt đầu hit của mình bây giờ nè, nên bệnh nhân còn nằm trên máy thở, còn nằm ở trong ICU rất là nhiều. Thưa bác sĩ, vậy thì có những cái hứa hẹn gì trong cái vấn đề điều trị cho dịch bệnh chưa, thưa bác sĩ? Thực ra ở Mỹ mình thì và cái toàn thế giới luôn cũng áp dụng rất là nhiều biện pháp để mà cố gắng để mà chống cự lại cái con virus này. Thì ngoài tất nhiên là máy thở và máy tuần hoàn thở ngoài tim, ngoài cơ thể của mình á, thì còn những cái thuốc mà như xôn xao tuần rồi là Tổng thống Trump đã cho cái thuốc mà điều trị sốt rét, cộng với kháng sinh để mà điều trị cho những trường hợp bị nặng đó. Rồi và những cái thuốc chống virus khác như thuốc chống HIV, rất là nhiều thuốc đang được nghiên cứu. Thì hy vọng á, là nói chung là mình cố gắng flatten the curve, có nghĩa là mình cứ từ từ, đừng có để dịch nó bùng phát nhanh quá, để kịp cho những nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu thêm, tiếp tục áp dụng những cái phương pháp mới để điều trị cho các bạn, và vaccine nữa. Thưa bác sĩ, thì trước giờ chúng ta cũng có lời khuyên cho cộng đồng là cố gắng giữ vệ sinh sạch sẽ, cố gắng rửa tay thường xuyên. Đúng rồi. Và thí dụ trong trường hợp không rửa tay được thì dùng nước rửa tay khô. Đúng rồi. Mà em muốn hỏi bác sĩ là tại vì như vậy, kính thưa quý vị, do là trước khi thực hiện chương trình này thì Ngọc Khanh mới lấy cái bệnh này ra, thì trên đây có để là antibacterial hand wipes, thì là em đưa cho bác sĩ Thảo để bác sĩ Thảo lao cái microphone cùng với Ngọc Khanh, thì bác sĩ mới cười, bác sĩ mới nói là em ơi, cái em đang dùng á là antibacterial chứ không có phải là antiviral. Con Covid nó là con virus chứ nó không phải là con vi khuẩn. Mà mấy bữa nay tội nghiệp em gái này là cứ xách cái này vòng vòng, cứ nghĩ là mình được bảo vệ mà thật ra là không có. Nên các bạn và các cô bác nhớ là cái đọc ở trên đây phải đọc kỹ càng và coi thành phần, phải không? Coi thành phần có trong virus không. Ngọc Khanh thấy thành phần ở trên đây để là benzalkonium chloride, antiseptic, nhưng mà bác sĩ Thảo có nói là ở trên đây để là antibacterial. Lý do mua cái này đó là tại em không có mua được hand sanitizer, không có mua được nước rửa tay khô. Thì khi mà lượm được 6 bịch này trong Walmart, mừng quá. Không biết tại vì người ta nó còn sót là vì Ngọc Khanh an toàn, đi đâu cũng lấy lao chùi, nhưng mà bây giờ theo lời bác sĩ Thảo nói là cái này là em ơi, chỉ có diệt được vi trùng chứ không diệt được virus. Thì kính thưa quý vị, nói chuyện vui, nhưng mà sau cái chuyện vui này á, sau cái vi tiếu này á, là Ngọc Khanh với bác sĩ Thảo muốn nói rằng là thôi tốt nhất là mình rửa tay. Đúng rồi. Mình không rửa tay được mà mình thấy cái tay mình nhắm mình dơ thì dùng nước rửa tay khô. Không có nữa đó thì thôi đừng đưa lên mặt, lên mũi, lên miệng, phải không thưa bác sĩ? Đúng rồi, tuyệt đối không có mắt mũi miệng là cái mà mình là con đường để mà đưa virus vô cái người của mình. Yeah. Trong CDC, nếu mà các bạn lên cái website của CDC thì có một cái danh sách của những cái thuốc khử trùng hay là dung dịch khử trùng an toàn cho con về có thể diệt được con virus này. Nhờ con cháu hay là nếu mà đọc tiếng Anh được thì lên trên đó xem. Và mình có thể chế tạo những cái dung dịch khử trùng ở trong nhà mình bằng cách pha thuốc tẩy nữa. Bây giờ thì cái số lượng thì nhớ chắc không chính xác mà khoảng 20 ml của thuốc tẩy mà mình hay mua để giặt đồ, tẩy trùng này nọ, và mình pha với 1 lít nước của mình. Rồi mình dùng cái đó để mình spray, ví dụ mấy cái nắm cửa nè, là mình nên là sát trùng mấy cái đó thường xuyên. Nắm cửa, công tắc đèn, những cái nào mà là cái vô lăng của cái xe mình đó, phải không thưa bác sĩ? Đúng rồi, là những cái đó là mình nên tẩy trùng thường xuyên, và dụng cụ trong nhà đó. Kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay bác sĩ Thảo là chuyên khoa về nhi khoa, thì xin bác sĩ cho Ngọc Khanh biết rằng là ví dụ như khi con nít mà bị ho sổ mũi đi, nếu mà mình mới bắt đầu thấy con nít ho sổ mũi thì nên làm gì thưa bác sĩ, trong bối cảnh mà mọi người đều nghĩ tới vấn đề dịch bệnh? Rất là nhạy cảm phải không? Con nít là đứa nào cũng sẽ bị ho sổ mũi, đau cổ họng, về đau cổ da. Mà nói là trong cái 1-2 năm đầu tiên có là con nít bị 10 lần một năm. Wow. Cái đó là cái chuyện mà bình thường, thì ba mẹ, nhất là những ba mẹ mà không phải là lần đầu, không phải đứa con đầu, rồi biết rồi thì nó cứ ho, nó sổ mũi, nhưng mà nó chạy chơi giỡn tung tăng rồi từ từ nó cũng hết. Nhưng mà cái chuyện đó thì nó không có phải lúc này thì rất là ai cũng lo cũng sợ hết. Thật ra thì mình cũng muốn là có đủ cái test kit để mà mình thử hết, để biết là ai là người thật sự là bị bệnh bởi cái con này, ai là người bị những cái con virus thông thường. Nhưng mà bây giờ mình chưa có nhiều để mà làm phổ biến đại trà như vậy. Đó, tại vì khi mà mình biết á, thì mình có thể cô lập cái chuyện khác, là mình để cho nó không có lan tỏa ra ngoài cộng đồng. Đó, nhưng mà bây giờ thì trong cái tình trạng mà mình bị giới hạn như vậy á, thì cảm ho sổ mũi của các bé mà các bé vẫn ăn uống được, và thở thoải mái, vẫn chơi, thì ba mẹ cứ an tâm chăm sóc con tại nhà, ráng giữ cho cháu không có bị mất nước, cho uống nước thường xuyên. Rồi xong mà nếu mà nghẹt mũi thì cứ nhỏ nước muối vô mũi, và theo dõi những cái triệu chứng của khó thở, những triệu chứng của mất nước. Rồi tất nhiên là ba mẹ cũng nên thôi cách ly gia đình của mình ở xung quanh, cũng như đã chính phủ đã khuyến cáo trong 1-2 tuần này, thì mình cũng nên ở nhà. Thật ra những triệu chứng đó khó mà phân biệt là do Covid hay không phải là do Covid. Mà nên cứ cách ly đi, nếu mà mấy mình có thể vẫn khỏe, tại vì khoảng trên 80% là tự khỏi. Người lớn và con nít luôn thì trên 80% là sẽ tự khỏi thôi, nhẹ chịu. Thì là ý là bác sĩ nói là khi mà các em nhỏ ở nhà mà bắt đầu có triệu chứng ho sốt như vậy thì nên giống như là cách ly các em đó cùng với những người thân, đừng có đi ra ngoài tiếp xúc với người khác. Tại vì con nít làm sao mình cách ly mình với nó được, phải không? Thì mình phải chăm sóc các bé. Thì để cho các quý vị an tâm á, thì mình nên gọi cho bác sĩ của các bé và nói chuyện trực tiếp. Hầu hết những cái phòng mạch của bác sĩ ở đây bây giờ đã tiến hành cái gọi là telemedicine, có nghĩa là khám bệnh qua điện thoại hoặc là qua những cái video call với lại ba mẹ các bé. Đó thì qua cái nhìn các bé, tuy rằng không có tốt bằng là không có nghe được, không có nhìn lỗ tai được, hay trong họng kỹ được, nhưng mà cũng nhìn chung thì có thể biết được phần nào và biết khi nào để kêu ba mẹ dẫn bé tới khám trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp cần thiết, nên nói chuyện với lại bác sĩ của gia đình của mình để an tâm hơn. Thì thưa bác sĩ, vậy thì những cái triệu chứng của các em nhỏ, nếu mà bác sĩ nói vậy thì cũng khá là giống người lớn, cũng không có gì là khác biệt nhiều nếu đi tới cái vấn đề dịch bệnh Covid-19, phải không? Đúng rồi, nhưng mà con nít nó không có, nhiều khi không có theo trình tự giống như vậy. Thường những con nít đó, nó sẽ sốt cao hơn là của người lớn, hoặc là nhưng mà con nít lại không có bị ảnh hưởng nặng nề vô cái phổi. Của người lớn thì nó dễ dàng đi xuống phổi hơn. Con nít nó có thể là những cái triệu chứng nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà lưu ý, tiêu chảy nhiều khi cũng là một triệu chứng của cái con Covid này. Thưa bác sĩ, thì thí dụ giống như là trong tình trạng mà giống như người em nhỏ và gia đình cần phải đi đến phòng mạch, thì cái lời khuyên là thí dụ họ cũng nên mang khẩu trang. Mà trong trường hợp khẩu trang dùng biết rồi, dùng hết rồi, không còn khẩu trang đi thì có cái câu hỏi đặt ra là khi mà khẩu trang có muốn tái sử dụng lại á, thì thấy có nhiều thông tin, có người thì bảo là bỏ vô microwave 30 second, thì có người bảo là lỡ cái khẩu trang đó trên đó có cái dây kim loại thì nó nổ. Có người thì bảo mà dùng microwave đừng có dùng cái loại nấu ăn, dùng cái loại mà chưa bao giờ dùng để hâm đồ ăn, thì chẳng lẽ lại phải đi mua cái microwave khác. Rồi có người lại bảo là thôi bỏ vô nước muối nấu sôi đi. Thì những cái tái sử dụng như vậy là có hợp lý không thưa bác sĩ? Thì mình cái khó ló cái khôn, nhưng mà cũng phải khôn theo một cách khoa học một chút xíu. Như cái tùy theo cái loại khẩu trang nữa, nhất là cái khẩu trang mà N95, mà cái loại mà cái màng lọc rất là nhỏ, để loại trừ hết những cái phần cái bụi mịn hay là những con virus bé tí tí vậy đó. Thì cái tính lọc đó nó sẽ mất cái chức năng khi mà thấm với nước. Bởi vậy mình không có nên có. Thật ra rất là thương, có nhiều người ngay từ đầu là nghĩ là mình ngâm với cồn, tại vì cồn á là diệt được virus này, nên thậm chí là mấy bác sĩ luôn chứ không phải là người dân ở ngoài không đâu. Vì cái N95 là rất là quý trong lúc này, tìm không ra, nên các bạn cứ sử dụng lại, nên ngâm cồn trong 5-10 phút rồi lấy ra treo lên. Mà thật khi mà ngâm với cồn, ngâm với nước vậy á, thì cái filter nó bị nó hỏng mất tiêu rồi. Nên giống như hồi nãy của Khanh là khi mình wipe, mình tưởng là mình an toàn mà mình không có an toàn. Nên không có ngâm nước, không có ngâm cồn đó, còn microwave cũng sẽ dễ bị cái đó. Cho nên an toàn, người ta khuyên á, là mình nên steam nó lên, giống như là hấp thôi, chưng cách thủy đó. Thì cái hơi nước nóng nó sẽ khử trùng được mấy cái mà làm không có hư cái màng lọc của mấy cái khẩu trang này. Còn hoặc là mình có thể làm bằng cách này nữa nè, là cái con virus nó cần cái ký chủ, có nghĩa là nó cần cái con người mình, hoặc là cái con vật lúc trước là mấy cái con dơi nó ở đó thì nó phải sống trong cơ thể mình. Khi mà mình treo nó ở ngoài, mình không cần làm gì hết, mình treo nó mấy ngày thì nếu mà có virus này thì nó đã chết mất tiêu rồi. Nên nếu mà các bạn có khoảng 3 cái khẩu trang đi, thì mình đánh số ghi ngày lên cái khẩu trang rồi treo lên, rồi đợi tới 3 ngày sau thì mình đeo, mình xài lại cũng được. Cái này gọi là chắc là có kinh nghiệm quá. Thì mình phải tiết kiệm. Và cũng nhân dịp này á, thì cũng xin cảm ơn các bạn, rất là nhiều các bạn và cả những cái mạnh thường quân đã donate về vải, vóc và nguyên liệu và thời gian để mà may các khẩu trang vải, để mà giúp cho bệnh viện và các phòng mạch. Rất cảm ơn các bạn với cái tấm lòng của các bạn. Thì phải nói độ an toàn á, thì khẩu trang N95 là tốt nhất. Có những cái hơn nữa mà cái đó trong bệnh viện, rồi sau đó là khẩu trang y tế, rồi cái khẩu trang vải. Đó thì nói chung là chặt được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Thưa bác sĩ, cái đó là nói khẩu trang. Giờ nói tới cái câu hỏi là Súc miệng đó thưa bác sĩ, súc miệng bằng nước muối hay là cái gì đó, người ta nói súc miệng để bảo vệ cho đường họng, cuống họng của mình. Hình như là có người còn bảo là thôi mình đi lấy máy sấy mình sấy đi phải không thưa bác sĩ? Dạ, yeah, mọi người truyền miệng với nhau là nó rất là nhanh. Giống như mấy cái tin này là thấy là cũng rất là đơn giản nên nhiều người thấy người này nhắn qua cho người kia còn nhanh hơn là con virus nữa. Nhưng mà chưa có những cái khoa học mà để chứng minh là cái máy sấy, cái máy sấy thôi là ngậm muối nó sẽ giúp được gì con virus. Thật ra ngậm muối trong cái miệng mà mình khò thì nó giúp cho cái nói chung là sát khuẩn, rồi xong cũng là những cái con vi khuẩn chứ không có virus, rồi xong nó cũng giúp cho cái họng của mình trơn tru, nó không có bị kích thích thì đỡ ho hơn. Đó thì chỉ giúp như vậy thôi. Còn thì cũng không có gì là hại. Nhưng có nhiều người á mà ngậm mà pha nước muối đậm đặc quá nè, hoặc là có người thậm chí súc bằng cồn nè, súc bằng oxy già nè, súc miệng đó hả? Súc miệng đó thì người ta pha loãng thôi, người ta hoảng sợ mà người ta làm đủ thứ, mà những cái thứ đó thì nó có thể kích thích niêm mạc miệng hoặc là nó có thể làm tổn thương niêm mạc miệng, thì lại nó hở ra lại dễ cho vi trùng. Là ý bác sĩ Thảo nói là khi mà những cái chất như cồn mà mình sử dụng thường xuyên quá, đúng rồi, rồi mình pha loãng mình súc miệng, mình tưởng là có thể giúp khử trùng, nó không khử trùng mà nó làm phá vỡ cái niêm mạc miệng, là cái màng bảo vệ cái miệng mình đó, thì lại một lát nó thành ra là dễ bị tấn công hơn nữa, là tại nó bị nhiễm trùng hay là bị hỏng rồi đó phải không? Đúng rồi. Dạ, kính thưa quý vị, thì từ đầu Ngọc Khanh có nói rằng là cái chương trình này là nói về con nít, thì bây giờ là mình sẽ kết thúc phần 1 để chuyển qua phần 2, mình tập trung về vấn đề con nít. Và xin mời quý vị theo dõi phần 2 của chương trình.